Xin chào các bạn nhé Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Đích Mobile nhé ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tắt hoạt động ở trên Facebook khi mà các bạn đang online mà người khác không có biết là các bạn đang online nhé ở à đây bây giờ mình sẽ kéo xuống ví dụ như là bạn Bùi Văn Dực này thì hiện tại bạn đã đang online này thì sẽ có một cái tích xanh chấm xanh ở đây còn kéo xuống bên dưới này thì có một cái bạn Mẫn Nguyễn này bạn này thì bạn ấy đang đi ngủ rồi bạn ấy không có bật máy ấy thì cái máy của bạn ấy thì sẽ không có hiện lên cái chấm xanh là hiện lên cái trạng thái online thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là khi mà các bạn online mà người khác không có nhìn thấy cái dấu chấm xanh này và không biết là các bạn đang online luôn ở trên cả Facebook lẫn Messenger nhé thì nếu mà trên Facebook thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái dấu ba chấm ở đây đó các bạn bấm vào đây ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống và chọn cho mình đó chính là phần cài đặt vào quyền riêng tư ở trên iOS và Android đều làm giống nhau như các bạn các bạn bấm vào phần cài đặt vào quyền riêng tư đó, trên iOS và Android nó chỉ khác nhau một tí thôi nhưng mà cách làm thì nó cũng giống y như nhau rồi tiếp theo thì các bạn lại kiếm vào cho mình đó chính là cái phần cài đặt nhé các bạn bấm vào cài đặt cho mình cài đặt vào quyền thứ tư rồi bấm vào cài đặt ở đây các bạn sẽ kéo xuống bên dưới rồi các bạn thấy cái phần trạng thái hoạt động không các bạn sẽ bấm vào đó các bạn tắt cái trạng thái hoạt động đi các bạn tắt đi đó các bạn bấm vào phần tắt đi đó rồi bây giờ các bạn quay ra ngoài đó, các bạn quay ra ngoài đây là trên Facebook trước nhé mình thoát hẳn Facebook ra đó Các bạn vào trong Facebook lại Thì bây giờ các bạn online Thì uh, những cái người khác Như kiểu là bố mẹ hay là anh chị hay là Là ai đó Mà khi mà lướt Facebook thì sẽ không biết Là các bạn đang online và các bạn đang Hiện lên dấu chấm xanh nhé Đó Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Để mà làm ở trên Messenger nhé Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài Thì các bạn sẽ vào phần Messenger này Ở đây ấy, thì những cái người online Thì nó sẽ hiện lên cái màu xanh như thế này và các bạn muốn tắt nó đi thì các bạn chỉ việc bấm vào cái avatar nó thôi. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào cái phần trạng thái hoạt động này. Các bạn tắt đi. Đó, các bạn bấm vào tắt đi. Đó các bạn quay đây. Rồi các bạn bấm vào xong này. Đó. Thì bây giờ đấy khi mà các bạn vào trong Messenger này, các bạn vào trong Messenger này thì cái trạng thái hoạt động của các bạn sẽ hoàn toàn bị biến mất nha. Cái 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 khi các bạn đang online thì người khác người ta cũng không biết là các bạn đang online luôn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái cách này đấy khi mà các bạn tắt cái tắt cái hoạt động của Messenger khi mà các bạn đi đang hoạt động đi đấy thì những cái Messenger của những cái người bạn khác cũng bị tắt theo đó. Có cái cách này thì nó lại bị cái nhược điểm như vậy. Thì hiện tại thì theo như mà mình tìm hiểu thì mới nhất là chỉ có cái cách phần cài đặt ở trong Messenger và Facebook nó đều như vậy thôi. Đó, thì bây giờ khi mà các bạn lên trên Messenger các bạn trả lời tin nhắn của bất kỳ ai đấy thì cũng không có ai biết là các bạn đang hoạt động ở trên cái Messenger này. Rồi và cái video của mình đến đây thôi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên giúp mình một like cũng như là comment xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé. Cũng như là muốn mình làm video nào thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình.